Lúc này cô phát hiện có người lơ lửng ngoài vũ trụ nên cô báo về hội đồng ngay lập tức. Nhưng EJ nóng ruột sợ người ta nghèo trước khi được tổ chức cứu nên quyết định điều khiển gân đam yêu dấu ra cứu luôn. Chốc lát EJ đã cứu thành công được một mạng người. Chưa kịp vui mừng thì bị người kia đập cho một phát ngơ hết người. Người ta đã cứu không cảm ơn mà còn đánh người ta là sao? Cô gái đó bảo cô lo chuyện bao đồng phá hỏng chuyện của cô ta và bắt EJ chịu trách nhiệm. Sang hôm sau EJ chính thức bước chân vào ngôi trường mới, nơi đây tràn ngập kỹ sư tương lai cũng như phi công chiến đấu bảo vệ nhân loại cô được nika là sinh viên năm hai chuyên ngành cơ khí hướng dẫn vì nhìn cô lơ ngơ như nhà quê mới lên thành phố đã thấy cô còn bị mấy đứa con gái khác quay lai trêu chọc đang bất lực không biết làm gì thì cô thấy cô gái tóc trắng mình cứu hôm qua nên đã che mặt đến xin lỗi và nói rằng mình sẽ chịu trách nhiệm một trận chiến giữa hai robot đang diễn ra hai con robot lao vào đánh nhau dữ dội pixie sẽ là trọng tài cho trận đấu này và không ai được phép can thiệp que là người đang điều khiển con màu hường và cậu đang áp đảo đối thủ EJ mải xem quá xíu nữa thì bị con robot rơi trúng người may mà cô bé tóc trắng từ đâu xuất hiện kéo cô chạy đi không có cô bé tóc trắng kia chắc cô đã đăng xuất luôn rồi quá kết quả trận đấu lúc này cũng đã được định đoạt với chiến thắng áp đảo que ngạo nghễ bước ra gọi cô bé tóc trắng mi oji bằng vợ cơ mà nhìn vẻ mặt westji thì chắc cũng không ưa gì tên này hắn cứ bô bô về cái quy tắc quần què gì đấy khiến mi oji chán không buồn nói cô đi thẳng một mạch về phía nhà nhưng eji cứ đi theo làm cô khó chịu thì ra là eji tò mò về chồng của cô nên muốn hỏi rõ hơn mi oji cũng đành bất lực giải thích cho cô nơi này giải quyết mọi thứ đều thông qua quyết đấu ngay cả hôn nhân cũng vậy nhưng mà để tên đó làm chồng của cô thì là do ông già nhà cô deli chính là cha của mi oji và hiện tại ông đang là cấp cao nhất của hội đồng ông chỉ trích thẳng cái công ty đang thua lỗ liên tục hai quý gần đây không nói nhiều ông bấm nút cho công ty cút luôn khỏi tập đoàn cho đỡ đau đầu thấy eji cứ thấp thỏm ngoài cửa mãi không chịu về nên mi oji cho cô trái cà chua ăn thử mà cho gì không cho lại cho mỗi trái cà chua thì ra ở sao thủy ít khi trồng được loại này đây là giống cà chua được mẹ của Wesley nhưng giống nên đây có thể coi là đồ quý hiếm mi oji vẽ lại cho cô cái bản đồ trường học để đuổi khéo cô về thì đột nhiên cái tên que lại xuất hiện phá hỏng đi sự yên bình này thôi lượn đi cho nước nó trong mi oji đã ghét ra mặt mà cái tên này vẫn ở lì đấy không những thế hắn bắt đầu đập phá đồ đạc trong phòng cô để thị uy chắc hắn đang muốn dạy vợ từ thổi bơ vơ hay gì eji tức quá nhịn không nổi ra tát bốp một cái vào mông của hắn cho bỏ ghét làm trai cho đáng nên trai chứ gánh được hai hạt vừng rồi tỏ vẻ ta đây tôi mà ở đó tôi cũng muốn đập cho hắn vài phát còn đập được hay không thì không chắc sau đó hắn bắt đầu giao giảng về xuất thân và gia thế của hắn nào là con ông cháu cha quyền quý cũng ghê đấy nhưng vỏ dưa gặp vỏ dưa rồi hắn đòi thách đấu thế là Eji gật đầu đồng ý luôn chú em thích thì chị cũng đành chiều vậy trận đấu ngay lập tức được chuẩn bị ông già nhà Wei cũng đang bắt đầu chuẩn bị một kế hoạch cực kỳ lớn Deli sẽ bị nổ chết trong hôm nay và quyền kế thừa sẽ thuộc về ông ta Wei đã ra sân và bên kia Gundam cũng đã bước ra Pixie tiếp tục làm trọng tài nhưng bên trong Gundam lại là Mi Oji chứ không phải Eji thì ra lúc nãy Mi Oji mượn điện thoại Eji để làm điều này cô muốn tự quyết định tương lai của chính mình chứ không phải để người khác quyết định Wei cũng đồng ý đổi đối thủ nên trận chiến nhanh chóng được bắt đầu. Mi Oji lần đầu điều khiển Gundam nên điều khiển không đâu vào đâu, bắn mỗi khẩu súng cũng mất thăng bằng rồi ngã không thấy mặt trời đâu. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng phần thắng lại bằng không, Gundam chỉ có duy nhất Eji là người điều khiển mà thôi. Cô chạy một mạch vào trong đạp Mioji một cái rồi kêu cô chống mắt lên xem sức mạnh Gundam này, để bạn điều khiển hồi nữa chắc hỏng chiến thần của tôi mất. Wei tự cao không nghĩ nhiều đồng ý đổi đối thủ lần hai. Eji nhẹ nhàng chạm vào Gundam và ngay lập tức sức mạnh được phô diễn ra một cái khiên vững chắc được tập hợp và ngăn cản mọi đòn tấn công của We. rất nhanh sau đó cô đã đổi sang tư thế tấn công cô dùng hàng chục khẩu súng bắn liên hoàn vào We cuối cùng là một chém khiến em robot màu hồng chia làm hai và kết thúc trận đấu eji cũng được phong cho tức hiệu là người đứng đầu tức là chồng của mioji ngay sau đó ủa có cái gì đó sai sai thì phải trận đấu này đã làm dậy sóng dư luận khi nhìn vào ai cũng biết đây là gundam đã bị cấm sử dụng đường truyền ngay lập tức bị ngắt và hàng loạt thông báo nguy hiểm phòng quản lý lần lượt cử người đến bắt eji và robot gundam của cô Eji bị đưa đến phòng thẩm vấn để điều tra rõ nguồn gốc của robot này. Khi được hỏi là cô có phải thành viên của tổ chức Vanadis đã bị tiêu diệt hay không thì câu trả lời duy nhất mà Eji đưa ra là sự im lặng. Hội đồng cũng lập ra một cuộc họp khẩn cấp về robot được nghi là Gundam này. Deli liên lạc và yêu cầu đưa đại diện của Sensei đến ngay và luôn. Công chức đã chế tạo ra robot này có trụ sở ngay ở sao thủy. Nika bên này cũng bị thầy giáo chỉ trích vì lo chuyện bao đồng khi đã cho phép Eji chạy vào sân thi đấu như vậy. Cô bị miệt thị vì là người trái đất nhưng không có lấy một tí gì gọi là tôn trọng cả. Eji đang lui cui sửa lại mấy cái robot do cái thằng rửa người que phá lúc nãy thì mấy đàn em của hắn đến sửa giúp. Vì que ra lệnh nên bọn này không thể cãi và đành đến đây. Nhưng chả biết giúp được cái quần què gì không nhưng làm nhảm toàn mấy điều khó nghe. Thôi biến đi chỗ khác cho chị làm việc chứ không tao điên lên tao lại chẳng cho đừng trách. Đột nhiên Mi Oji nghe được tin Eji sắp bị đuổi học liền đứng dậy bảo chúng sửa cho đàng hoàng còn cô có việc gấp phải đi ngay. Nika lúc này đang ăn trưa với hai người bạn người trái đất nhưng bị mấy bọn thượng đẳng trong vũ trụ đến đuổi đi chỗ khác. Nika đã nhượng bộ nhưng bọn này được nước làm tới, cô đã quen nên chả thèm chấp bọn nó làm gì mi oji chạy đến nhà giam đòi gặp eji ngay lập tức nhưng phải chờ sự cho phép của ông già mới đến thăm được đang liên tiếp mà ông trợ lý của ông già còn chạy đến chuyển lời với cô rằng cô sẽ phải thôi học về nhà cưới chồng làm người vợ ngoan ngoãn má nghe cái tôi tỉnh lại liền luôn á ông làm bố tôi hơi lâu rồi đó ông già mi oji nhất quyết không chịu nghe theo ném cái điện thoại đi rồi chạy vào nhà vệ sinh làm vài ván game quên sự đời bỗng một người phụ nữ lạ mặt gọi cô ra và nói mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng theo cô yêu cầu nếu cô muốn thì bây giờ đến trái đất luôn cũng được không nghĩ nhiều mi oji xách ba lô lên và đi luôn delhi nhận được tin con gái bỏ nhà ra đi nhưng biết chắc cô bé sẽ đến trái đất nên cũng mặc kệ không quan tâm lắm nó đủ lông đủ cánh rồi có giữ cũng đâu được que bên này đang bị ông già chửi như tát nước vào mặt vì làm mất mặt tập đoàn chủ tịch của shinsei đột nhiên đến thăm muốn hỏi thăm ông vài câu nên ông ngồi nghe xem có gì còn eji cũng được một anh trai tên là elan đến đưa cơm cho ăn đang đói mà có đồ ăn thì dạy gì mà không ăn cô bé ăn ngấu nghiến ngon lành Thấy cô ăn xong thì cậu con trai cũng bắt đầu giở trò tán gái, anh ta nói rằng có cảm tình và hứng thú với cô nên muốn tìm hiểu cô. Cô bé Eji thì hai má đỏ ửng, anh làm thế này thì chết con gái nhà người ta rồi. Hôm sau tòa án xét xử công ty Xin xây, chủ tịch công ty nói rằng đây là mẫu mới nhất công ty chứ Gundam đâu ra mà mấy ông phán như đúng rồi vậy. Sao thủy tuy nghèo nàn nhưng không đến mức không thể phát huy ra cái gì mới đâu. Nói xong cô tháo cánh tay máy quăng vào mặt hội đồng, dõng dạc tuyên bố đây là công nghệ sao thủy đấy mấy ông ý kiến như nào. Cái lão cáo già Delhi chỉ lạnh lùng phán một câu tôi nói nó là Gundam thì nó là Gundam đừng cãi nhiều. Và tất nhiên nếu là Gundam thì sẽ bị xóa bỏ. Không ai dám hò hé một câu nào nhưng riêng Mi Oji thì không. Này thì con gái vàng con gái bạc này. Cô đã hủy luôn chuyến bay xuống trái đất để đứng trước mặt ông đòi lại công bằng cho Eji. Thấy ông già cố chấp quá nên cô đề nghị một trận quyết đấu thắng thì làm chồng của cô còn thua thì tính sau. Cha của Wayne nghe thấy thú vị nên cũng lên tiếng đồng ý. Hội đồng lập tức bàn tán ầm cái tòa án lên và đề nghị đã được chấp thuận. Mi bay thẳng đến báo cho Eji chuẩn bị chiến đấu. Trận này chỉ được phép thắng vì tương lai con em chúng ta sau này. Cô dặn rất kỹ chuyện này liên quan đến tương lai của cả hai sau này nên không thể lơ là, phải cố hết sức. Nhưng Eji lúc này chỉ muốn hoàn thành nốt cái danh sách do cô đề ra khi bước vào trường học này, chắc chắn có hẹn hò trong đó nên không thể kết hôn với Mi Oji bây giờ được. Mi Oji búng vào chán cô một cái rồi nói cả hai chưa đủ tuổi kết hôn nên có muốn hủy cũng chưa được. Việc quan trọng là phải thắng trận trước mắt. Wei bên này đã nhận được tin robot cậu đem ra chiến đấu đã được chỉnh sửa kỹ càng nên chắc chắn không thể thua được. Vừa mở mùng phản ứng cái liền bị ông già tát cho quay như trong chóng. Ông muốn chắc chắn phải thắng để sự kiêu hãnh gia tộc không thể bị mất như thế. Hôm sau Eji gọi cho mẹ hỏi Gundam là gì mà mọi người cứ bảo robot của cô là Gundam. Mẹ cô khẳng định như đinh đóng cô chắc chắn đây không phải Gundam. Hơn nữa cô đâu phải phù thủy mà điều khiển được Gundam. Thông não rồi Eji bắt đầu đi lên lớp. Trên đường đi cô gặp chị Nika đến hỏi thăm về robot siêu mạnh của cô. Đang hàn huyên tâm sự thì cái tên que lại chui từ đâu ra thông báo kết quả lần trước sẽ bị hủy và sẽ tái đấu lại. Tái đấu với ai chứ lại với chú mày chị chấp một tay. Mẹ của Eji đến cảm ơn bố của Wei đã lên tiếng giúp đỡ trong tòa án. Pixie nhận nhiệm vụ theo dõi Wesley có động tĩnh gì phải báo lại ngay lập tức. Thấy Eji mang phân bón đến thì cô lại nhấn mạnh một lần nữa không được để thua. Anh trai Elan đã chủ động đến xin số liên lạc của Eji và tình cờ đã hoàn thành một điều trong danh sách của cô. Nhân tiện anh cũng hỏi Eji những điều còn lại. Wesley không ngần ngại có cái hẹn hò trong đó là anh ta rất vui. Nhưng mục đích chính lần này là đưa Eji đến làm công tác chuẩn bị cho trận đấu. Mà giờ tôi mới để ý cái tên que này đam mê màu hưởng lần này elan làm trọng tài nên trước tiên anh hỏi về vụ cá cược pixie nói rằng thích cá gì cũng được ban trọng tài chiều hết ez chỉ muốn một lời xin lỗi dành cho wesley còn cái tên gheo kia chỉ muốn ez cuốn gói ra khỏi trường sau phần cá cược we bị bạn bè mỉa mai có bố gánh mà không thắng nổi một đứa nhà quê thôi về quê chăn vịt đi là vừa ez nghe thấy thế liền ngăn cản nói rằng không ai có quyền bêu giếu người khác để thấy người ta tốt mà học tập đi ra ngoài we hỏi tại sao ez lúc nãy lại lên tiếng cô giải thích rằng người can đảm là người chọn tiếp tục đi tiếp chứ người bỏ dở thì thôi không đủ đẳng cấp điều này eji học được từ mẹ của mình đang định liên thuyên tiếp nhưng quay lại thấy người ta đi mất rồi mẹ chị đang nói mà dám bỏ đi thế hả Wesley nhắc Eji rằng đã lưu số mình vào máy cô nên cần thì cứ gọi. Hai chiến binh bắt đầu được đưa ra sân thi đấu luật lệ vẫn như cũ phá hủy robot của đối phương thì sẽ chiến thắng. Trận đấu bắt đầu và Eji là người tấn công trước cô bắn vài phát về phía đối phương dò xét thực lực. Hắn bắn một cây giáo về phía cô dù cô đã đỡ bằng khiên nhưng cây giáo này có thể tự quay đầu tấn công ngược lại được. Eji né và bắn cho tên kia một phát, cỡ đó mà hắn cũng né được. Eji tiếp tục tấn công hắn nhưng hình như không có tác dụng gì vì lớp bảo vệ quá chắc chắn. Que thì nhàn nhã ngồi trong không phải làm gì vì robot tự điều khiển hết. Thêm một đợt mưa nhân tạo xuất hiện làm vô hiệu hóa vũ khí của Eji. Thôi trận này coi như bỏ chứ đánh đấm gì nữa. Wesley đề nghị hoãn trận đấu nhưng trọng tài không đồng ý. Cô đành mọ mẫm đi tìm mấy cái đứa làm mấy trò chơi giờ này. Cô đập thẳng vào khả ống điều khiển làm dừng luôn cơn mưa nhân tạo giờ thì ez bắt đầu triển khai sức mạnh liên tục những phát súng nhắm thẳng vào phía Wayne khiến robot của hắn bị hư hỏng nặng đã bực mình rồi cái ông già với thằng em trai cứ mồm miêng không ngớt nhức hết cả đầu cậu ta điên lên đập luôn cái hệ thống điều khiển tự động của robot rồi bắt đầu thể hiện khả năng của top 1. nhưng đó chỉ là quá khứ còn giờ cậu ta không có cửa với ez và bị cô đập cho ra bã sau trận chiến điện thoại của ez nhận hàng loạt tin rác nhưng đều được wesley xử lý phát một ez bên này thì lon ton chạy sang phía Wayne khen anh ta mạnh người ta chỉ ăn ủi lấy lệ mà tên này đã quỳ xuống cầu hôn cô ngay lập tức lấy anh nhé baby ai nấy đều há hốc mồm hôm trước còn như cái đuôi theo wesley giờ lại chạy theo bạn thân người ta cái tên này đào hoa cũng vừa vừa thôi chứ đương nhiên ez từ chối thẳng mặt rồi chạy đi ngay lập tức làm gì có của dễ ăn vậy anh trai bố của we bên này cũng bị đe dọa hàng loạt các cổ đông đe dọa rút vốn ra khỏi công ty nói nhiều mất vui nên ông tắt luôn không họp hành gì nữa ez hôm nay lên lớp với bộ đồ cũ khiến mi oji rất tức giận chồng tôi thì cho ra dáng chứ Mi Oji lấy nhẹ cái điện thoại của Ezzy rồi bấm bấm vài cái, làm cho bộ đồ của Ezzy lập tức thay đổi dành riêng cho top một cũng chồng tương lai của mình. Ezzy bị các cô gái vây quanh hóng hớt chuyện tình cảm với Goen, nhắc cái là anh trai này xuất hiện ngay lập tức, anh ta đến thực hiện vụ cá cược với Ezzy. Anh cúi đầu xin lỗi Mi Oji một cách rất chân thành, sau đó nhấn mạnh chuyện hôm trước chỉ là tai nạn thôi chứ không có chuyện anh mày yêu đứa nhà quê đâu. Hôm sau chính là buổi kiểm tra cực kỳ quan trọng, học sinh điều khiển robot né hết bom mìn nhờ người quan sát chỉ dẫn và thêm đó có thợ cơ khí chỉnh sửa nữa là đạt còn Eji chưa gì đã bị đánh rớt vì không có người quan sát chỉ dẫn và không có thợ cơ khí thì làm sao mà đạt. Cái này chỉ trách cô không tìm hiểu rõ nội dung thi chứ trách ai bây giờ. Đến phần thi của Chu Chu là một người trái đất, cô khởi đầu rất thuận lợi nhưng đến giữa chừng màn hình cô bị tối nên robot của cô rơi thẳng xuống hố có quả mình gần đó. Mấy hôm sau sẽ bắt đầu thi lại. Eji rất cố gắng tìm người giúp đỡ cô nhưng rất khó vì không ai dám chống lại tập đoàn nhà quê. Thấy chị Nika đi đến cô đành nhờ chị giúp nhưng chị đã nhận lời giúp đàn em trước rồi nên không thể thay vào đó thì chị sẽ giới thiệu cô với những người trái đất khác nên đã dẫn cô đến ngôi nhà chung của mọi người nika giới thiệu và nhờ mọi người giúp đỡ eji ai cũng thân thiện trừ cô bé tóc hồng chu chu vì cô ghét mấy người thượng đẳng trong vũ trụ nên thấy là cô bé sẽ nổi đoá lên Gwen bị tước đi con robot thân thuộc cũng như quyền thừa kế tập đoàn mãi cho đến chiều tối thì elan mới xuất hiện hỏi thăm eji khi nghe cô chia sẻ về việc gặp khó khăn trong phần thi thực hành thì anh đã đề nghị mời cô về nhà giúp đỡ chuẩn bị đồng ý thì mi oji xuất hiện ngăn cản vì ella cũng là một trong ba tập đoàn lớn trong ngôi trường này nên cũng là đối thủ không đợi trời chung với mi oji Ai cũng lăm le muốn cưới cô nhưng Elan lại nói không có hứng thú gì. Quê quá nên Mi Oji đành lôi Eji về. Cô lấy phòng hiệu trưởng để trồng cây và chỉ mất 5 phút là nắm được hết những gì cần làm. Một mình Mi Oji sẽ cân hết hai vai trò nên Eji không cần tìm ai khác. Ở trái đất đang diễn ra một buổi biểu tình nhưng bị robot ngăn chặn bằng bom khói. Chu Chu nghe tin liền gọi về gia đình và rất vui khi mọi người vẫn bình an. Đêm đến Eji vẫn cắm mặt vào học bài khiến Mi Oji rất khó hiểu tại sao cô lại cố gắng đến thế nhưng khi nghe đến mong ước mở một ngôi trường ở sao thủy của eji thì cô không ý kiến gì nữa mà đi vào ngủ luôn chỉ có duy nhất hai người thi lại và eji là người đầu tiên cô chạy rất mượt mà nhưng bị y chang chu chu lúc trước mi oji đề nghị tạm hoãn nhưng các thầy không cho phép hết cách cô đành bảo eji dùng công nghệ định hướng mà đi vì là thi lại nên eji không bị giới hạn số lần thi lại cô thi lại không biết bao nhiêu lần chủ yếu do hết thời gian lần cuối cô chuẩn bị về được đích chỉ cần thay trang phục nhưng vẫn không kịp thời gian eji bật khóc nước nở cảm giác này không dễ chịu chút nào Chu Chu cay cú lắm rồi chạy đến đấm cho hai con nhỏ làm ra trò này hai phát. Eji thấy đánh nhau chạy xuống thế là ăn thêm phát nữa và cả hai lại phải thi lại. Dù vậy, mọi người đã thân nhau hơn một chút. Eji được mời vào nhà trái đất như một thành viên của ngôi nhà này. Sáng hôm sau Elan có một cuộc chiến một trọi ba với mấy đứa gà mờ mà cậu ngứa mắt. Mặc dù phải chấp ba nhưng cậu vẫn xử lý khá mượt. Đến khi cả ba cùng tấn công cậu thả mình rơi tự do sau đó quay ngược lại nhằm vũ khí của đối thủ bắn một phát. Bắn một nhưng được hai kỹ năng của cậu cũng không phải dạng vừa đâu. Cuối cùng cậu bay xuống xử luôn tên còn lại biết thế nào gọi là đỉnh cao chưa hôm sau ho hè nữa anh đập cho ra bã nhé tập đoàn nhà elan đang theo dõi trận đấu đã đưa ra nhận định robot mà eji dùng lần trước có cấu tạo rất giống gundam nhưng đã loại bỏ được những nhược điểm của nó còn muốn điều tra chi tiết hơn thì elan sẽ là người phù hợp nhất cho nhiệm vụ này cậu là một người máy được tạo ra một cách chỉn chu để phục vụ cho việc điều khiển gundam đội kỹ sư trái đất lúc này đang sửa chữa robot của eji và thật bất ngờ với cấu tạo hoàn hảo của nó phải bao nhiêu kỹ sư cấp cao mới tạo ra được một con robot tuyệt vời thế này cơ chứ Eji lúc này đang ngồi xem bói với một chị gái mới quen nhưng cô chợt nhận ra cô không biết ngày sinh của anh. Đột nhiên Ella gọi tới muốn hẹn cô ra ngoài. Mọi người nghĩ chắc chắn đây là hẹn hò nên rất ủng hộ vì anh chàng Ella đó lúc nào cũng lạnh lùng. Eji gọi điện cho mẹ ngay lập tức bảo rằng mẹ sắp có con rể rồi chuẩn bị đi là vừa. Nghe thấy con gái ở trường rất vui nên bà rất yên tâm. Còn cái anh chàng Elan kia hẹn cô đi chơi thực chất là để thử xem robot của cô có phải Gundam hay không. Sau khi điều chỉnh lại cơ thể anh có thể điều khiển được Gundam bất chấp mọi tác dụng phụ có thể gọi Elan là phù thủy cũng được sáng hôm sau do elan nói muốn cô mang theo robot đi nên eji mới nhờ mọi người vận chuyển dùng riêng mirori thì phản đối kịch liệt nhưng mình cô cũng không thể làm gì eji lập tức đi đến chỗ hẹn còn goen bên này cũng nhận được tin cờ rớt đi hẹn hò với trai nên cũng bay đến đó ngay lập tức elan và eji lúc này đã vào trong robot bắt đầu cuộc thử nghiệm elan dùng lời nói của mình khiến eji làm theo mọi điều anh ta nói khi biết eji đã điều khiển robot từ nhỏ và coi nó như gia đình nên ela nói muốn điều khiển để thử cảm giác anh tăng mức chịu đựng lên tối đa test thử xem đây là hàng Ryan hay fake mặc dù biết đây chắc chắn là một Gundam đam nhưng không hề có một tác dụng phụ nào anh bước xuống hai mắt tối sầm eji không giống như anh mong đợi elan nói chuyện phũ phàng làm eji rơi nước mắt wei mới đến nhìn thấy cảnh này máu dồn lên não vừa lúc được elan thách đấu nên cậu quyết định chơi tới bến wei đặt cược tên này nếu thắng thì phải tránh xa eji ra còn elan muốn nếu anh ta thắng thì eji sẽ là người quyết đấu tiếp theo xong xuôi cả hai bắt đầu vào trận mặc dù lúc này wei đang bị bố cấm thi đấu nhưng vì cờ rớt nên cậu chấp hết chỉ cần thắng trận này thì ông già cũng sẽ không ý kiến thêm nữa trận đấu bắt đầu Elan dùng mẫu robot mới nhất mà tập đoàn vừa chế tạo ra. Đây là mẫu robot phi hành nên con robot chiến đấu tầm gần của Wei gặp rất nhiều bất lợi. Robot của Elan chắc chắn là một Gundam với tác dụng phụ to lớn nhưng đi kèm với sức mạnh khủng khiếp, nên Elan nhanh chóng hạ gục Wei. Bên này Eji nhận được cuộc gọi vào thách đấu với Elan và nếu thua cô sẽ phải giao robot của mình cho tập đoàn. Tối hôm đó mọi người đều rất tức giận không hiểu sao Elan lại làm như thế với Eji. Mioji thì dỗi vì Eji đồng ý quyết đấu mà không hỏi han gì ý kiến của cô. Wei thì bị tức đi thân phận thiếu chủ và bị đuổi ra khỏi nhà ông già chỉ có trách nhiệm đóng học phí cho cậu nữa thôi còn sống chết mà cậu sáng hôm sau cả hai gặp mặt để quyết đấu pixie cũng rất hứng thú khi một mình cô có thể khiến cho hai thiếu gia của hai tập đoàn lớn phải điêu đứng khiến anh cũng bắt đầu muốn tìm hiểu cô rồi nhưng điều đáng lo ngại là trận chiến sẽ diễn ra bên ngoài vũ trụ mà robot của eji lại không có động cơ hỗ trợ tiền thì không có để mua nên tất cả quyết định sẽ tự tay làm một cái tối hôm đó elan được kiểm tra lần cuối trước khi xuất trận lúc này bản thật mới chịu xuất hiện còn cậu chỉ là robot được tạo ra để thay thế phục vụ cho chiến đấu nên không có quyền lên tiếng Elan thật là thiếu chủ của tập đoàn nên mặt lúc nào cũng vênh váo. Bên này nhờ có Nika nên động cơ robot của Eji cũng hoạt động trơn tru. Còn Eji vẫn đang suy nghĩ không hiểu tại sao Elan lại đối xử với cô như vậy. Đúng là va vào con đĩ tình yêu thì ai cũng trở nên mù quáng. Eji bay một mạch đến bộ phận kỹ thuật đòi gặp Ella. Bộ phận kỹ thuật không ngăn cản được cô nên đành để cô dùng loa phát thanh gọi Ella. Cô chất vấn tại sao anh lại muốn robot của em. Anh không thương em à rồi hát chúc mừng sinh nhật anh. Điều này khiến Ella ngồi cũng không yên đành gọi điện cho Eji kêu cô đi về đi rồi cũng đến ngày phải chiến đấu với nhau cả hai được đưa ra sân thi đấu luật lệ không thay đổi và trận đấu bắt đầu trước đó eji đã ra cá cược rằng nếu cô thắng thì ella phải kể cho cô nghe tất cả những điều thầm kín mà anh đã giấu đây không khác gì lời tỏ tình công khai cả gheo mà nghe được chắc sẽ buồn nhiều chút đấy như thường lệ eji là người phát động tấn công trước dù đối thủ có hơn về mặt trang bị nhưng cô vẫn đang nắm thế chủ động còn elan đã mất bình tĩnh khi nghe những lời vừa rồi mà cô nói anh tấn công liên hoàn về phía cô vừa đánh vừa cay cú ghen tị tại sao em có tất cả mọi thứ còn anh thì không anh tác động rất mạnh lên động cơ của EJ nhưng tác dụng phụ của Elan còn lớn hơn. Anh bắt đầu dùng chiêu cũ lúc bắt đầu đối đầu với John lên Eji nhưng cái thứ này thì Eji điều khiển điêu luyện hơn rất nhiều. Cô quyết định chơi một lần và mãi mãi. Elan đã bắt đầu nâng mức chịu đựng lên cao nhất và liều mạng chiến đấu. Khi thấy đối thủ đã lơ là cảnh giác thì EJ lập tức tấn công mãnh liệt. Anh lập tức phản công bằng con át chủ bài hàng loạt zone phóng ra bao quanh lấy Eji và tấn công cô liên tục. Nhưng sức mạnh từ đâu đã vô hiệu hóa Elan rồi chốt hạ anh bằng liên hoàn bắn. Chiến thắng thuộc về Eji. Elan lúc này đã nhớ lại hình ảnh người mẹ từng tổ chức sinh nhật cho anh. Eji đến và đưa anh đi. Sáng hôm sau Eji đến công viên đợi anh đến và đi hẹn hò nhưng làm sao mà đến được khi số phận đã chia cắt hai người. Elan đã bị xóa bỏ vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sáng hôm sau hội đồng lớn nhất thế giới đã họp bàn về việc Elan đã để thua Eji trong trận chiến vừa qua. Bọn họ đang định lật đổ nhà Elan để chiếm lấy cái ghế chủ tịch. Eji lúc này vẫn đang tương tư đau buồn vì anh ấy đã không đến buổi hẹn mặc dù Mi Oji đã khuyên nhủ. Mi Oji đột nhiên nhắc đến bữa tiệc đầu tư giữa các tập đoàn lớn nghe đến đây, EJ sáng mắt lên vì biết chắc Elan sẽ đến. Thế là cô ấy đòi đi bằng được. Trai làm lu mở con mắt. Đây là chương trình của những bạn trẻ có ước mơ thành lập doanh nghiệp. Họ sẽ trình bày ý tưởng của mình để các ông lớn đầu tư. vượt qua 70% thì sẽ được thành lập công ty. Hai người đi đâu cũng bị mọi người chú ý nên EJ cảm thấy không thoải mái. Mi Oji với khí phách của con gái chủ tịch trả quan tâm bố con thằng nào chỉ nhắc nhở EJ đi đứng thẳng lưng lên cho ra dáng quý tộc. Pixie cũng có mặt ở đây. Anh tranh thủ đến chào hỏi hai cô gái EJ và Mi Mi và Pixie quen nhau cũng khá lâu vì đều là con của những tập đoàn lớn. Nói được vài câu thì Mi Oji lại kéo cô đi tiếp. Mẹ của Eji lúc này vừa hay đến chơi nên tranh thủ gặp con gái một xíu tiện thể gặp luôn cô con dâu tương lai. Khi Eji đi lấy nước thì mẹ của cô bắt đầu xỉa sói cha của Mi Oji. Bà nói rằng ông ta đã phá hủy Vanadis. Mi là con gái chủ tịch nên chắc cũng thừa hưởng được chút gì đó. Mỗi câu nói của bà đều có sức sát thương rất lớn. Mi Oji thì chối bỏ rằng mình không phải con của Delhi. Thấy vậy bà nhẹ nhàng hỏi rằng tất cả thứ cô đang sở hữu là của ai từ chiếc váy cho tới căn nhà. Bớt cứng đầu cứng cổ lại đi. Eji bên này làm vỡ một đống ly thủy tinh nên bị em trai cẩu que khinh bỉ. Cò rớt anh mày mà cũng dám khinh anh biết được anh cho ăn đấm đấy. Elan bản thật lập tức xuất hiện giúp đỡ cô và cùng cô ôn lại chuyện cũ. Khi Eji hỏi lý do tại sao anh không đến trường cũng như không đến buổi hẹn anh chỉ bảo là do anh bận. Vậy mà Eji cũng nghe lời bỏ qua hết, cô bé cũng dễ tính quá mức giỏi. Anh mời Eji lên sân khấu thì cô đồng ý ngay lập tức. Mi Oji lại đi tìm Eji bởi hơi tai mà đâu biết nhỏ bạn lại đâm đầu vào chai. Sau đó cô thấy Eji bước lên sân khấu với Elan để phát biểu. Mẹ cậu làm bạn tôi hơi lâu rồi đó. Khi Eji được hỏi có cảm giác khác lạ nào khi chiến đấu với Elan không thì cô thành thật trả lời có. Thế là cô đã chính thức rơi vào bẫy. Đây là một phản ứng mà chỉ các Gundam mới có với nhau. Con robot mà Elan sử dụng đã được thiết kế dựa trên một con Gundam. Bộ phận làm trên nó đã bị phá hủy mặc kệ tổn thất. Vì vậy robot của Eji cùng với công ty Sensei cũng phải bị mổ xẻ. Mẹ của Eji lúc này đang bị nhà que chặn ngoài cửa không vào trong được. Tình thế nước sôi lửa bỏng, Oji lên tiếng và bước đến bên cạnh Eji tuyên bố thành lập công ty dựa trên số tổn thất mà bộ phận mới bị xóa bỏ. Cô nhân hai con số đó lên và lấy đó làm vốn kêu gọi mọi người đầu tư công ty sẽ mang tên là Gundam. Lần này chị chơi hơi lớn rồi chị gái ạ, à làm thế thì ai dám đầu tư? Cha cô cũng nói đây là sự bồng bột của con nít mà thôi bước xuống sân khấu đi. Mioji quyết tâm bảo vệ cho Eji nên cô tháo đôi guốc chạy đến chỗ cha mình. Cô cúi xuống xin ông hãy đầu tư cho cô lần này cô sẽ mượn sự uy tín của ông để gây dựng sự nghiệp. Cuối cùng cô cũng thuyết phục được ông Bo, đồng thời các công ty khác cũng mạnh tay đầu tư cho cô. Chẳng mấy chốc số vốn đầu tư đã hơn 70% và công ty của cô đã được thành lập. Mẹ Eji lúc này mới xuất hiện, bà cảm ơn cô đã bảo vệ con gái thay bà. Eji thấy mẹ liền hỏi lại lần nữa robot của cô có phải Gundam hay không. Tầm này bà cũng không giấu nữa bà nói rằng nó là Gundam thế hệ mới. Mọi người trong nhà trái đất khi biết được Mi Oji đã làm nên được kỳ tích đều hết sức ngạc nhiên. Chu Chu vừa lầm bầm không liên quan gì đến chúng ta thì Mirori lập tức xuất hiện chặn mùng cô lại. Tất cả mọi người đều sẽ tham gia vào bộ máy điều hành công ty mới và sẽ có lương đàng hoàng nên không ai được phép từ chối. Còn ý tưởng sẽ khởi nghiệp cái gì thì chưa có. Chu Chu điên tiết vì phải làm dưới trướng con nhóc đó thì Nika lại hoàn toàn ngược lại. Cô sẽ được động vào Gundam, điều này rất tuyệt vời đối với một kỹ sư như cô. Mioji và Eji lúc này đang bàn chuyện với mẹ Eji. Mioji hỏi rằng tại sao bà lại giấu chuyện Gundam đến tận bây giờ bà lập tức gửi cô toàn bộ dữ liệu của Gundam và cả con robot mà Eiji đang sử dụng, vì bà biết chắc rằng công ty sẽ cần những thứ này để thu hút đầu tư. Tiếp theo bà giải thích tại sao giấu chuyện đó đến tận bây giờ. Bà tháo cánh tay nhân tạo hỏi Eiji rằng có sợ không? Tất nhiên Eiji không sợ vì đó là của mẹ cô mà, nhưng mọi người chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi khi thấy cánh tay nhân tạo này. Nỗi sợ đó sẽ không bao giờ biến mất và Gundam cũng vậy, cần từ từ xóa đi nỗi sợ đó thì công ty mới phát triển được. Sau khi mẹ của Eiji đi rồi thì Mioji mới bắt đầu hỏi Eiji có sợ hãi không khi biết rằng robot mình chính là Gundam. Đột nhiên Pixie chui từ đâu ra bắt đầu hóng hớt và ngỏ lời hợp tác với công ty mới của Mioji. Đương nhiên điều kiện là Miori phải kết hôn với anh ta. Mioji nhắc nhở Eiji rằng anh ta làm mọi thứ để đạt được mục đích nên phải cẩn thận với cái tên này. Tiếp đó là buổi họp đầu tiên của công ty có rất nhiều vấn đề cần bàn bạc trước khi công ty đi vào hoạt động chính thức. Việc đầu tiên đó chính là phải chứng minh Gundam không nguy hiểm. Mọi người liền nghĩ đến con robot của Elan điều khiển. Có lẽ mọi người không biết nó nguy hiểm đến cỡ nào mới coi nó là hình tượng riêng bi oji thì nghĩ đến hướng sẽ bán gundam được sử dụng như một loại vũ khí sau đó thu lợi nhuận về cho công ty mọi người không muốn thứ mình vất vả làm ra lại phục vụ cho chiến tranh các thành viên lại cãi nhau nhưng sếp đã quyết thì có muốn cãi cũng không được nhìn mấy đứa nhân viên không đứa nào nhìn mình với ánh mắt sợ hãi nên cô cũng hơi rén đành giao nhiệm vụ cho mỗi đứa goen lúc này đang bị bọn lúc trước cậu bắt nạt đến chưa đùa pixie đến làm mấy đứa này chạy đi hết cậu muốn mời goen về đội của mình nhưng nhìn là biết không bao giờ có chuyện đó rồi Cha nuôi đột nhiên gọi đến yêu cầu cậu làm mọi cách xóa sổ công ty Gundam đó ngay, cậu chỉ nhẹ nhàng cúp máy. Cái ông già này chỉ được cái ếch ngồi đáy giếng là giỏi thôi chứ có được gì đâu. Sáng hôm sau, Mioji đi gặp phù thủy duy nhất còn sót lại, nhưng cô cứ liên tục nhắc đến phù thủy làm người ta hết sức khó chịu, chỉ vì lý tưởng Gundam hấp dẫn nên bà mới đi theo nó. Sau đó cô về phòng với tâm trạng cực kỳ mệt mỏi không muốn đón tiếp thêm ai. Pixie một lần nữa đến làm phiền cô và tiếp tục ngỏ lời hợp tác. Lần này thì cậu ta đã thành công, đã hai tháng trôi qua nhưng công ty vẫn chẳng đâu vào đâu. Hôm nay Mi Oji đến công ty đưa ra hai hướng phát triển, một là bán vũ khí, hai là xem video này. Video này là một video cũ nói về lý tưởng phát triển Gundam để giúp đỡ người khác, có nghĩa là đi theo hướng công nghệ chữa bệnh và không ai phản đối điều này. Đoạn quảng cáo tấu hề nghiệp dư đã lên sóng nó đã gây được hiệu ứng tích cực trong ngành. Chu Chu cũng không ý kiến gì hết vì điều này giúp ích cho gia đình cô ở trái đất. Mi Oji và Eji ra ngoài mua đồ ăn thì nhận được tin công ty không được chấp nhận lý do là trường mới thay đổi quy định học sinh không được thành lập công ty. Pixie biết trước điều này sự định sẽ hốt luôn công ty về tập đoàn phát triển. Mọi người đang rất lo lắng liệu rằng công ty sẽ đi đâu về đâu nữa. Nhân cơ hội này, Pixie bàn với cô việc sắp nhập công ty vào tập đoàn và cô vẫn là giám đốc điều hành. Điều này thì sẽ không vi phạm quy định nữa. Mi Oji biết mục đích thực sự của cậu là gì nên đưa ra lời thách đấu ngay lập tức. Pixie cũng đồng ý trận thách đấu này, nhưng bên phía Mi Oji không đủ máy móc cũng như robot thì làm sao mà tham gia được. Điều này làm cho đồng đội cô không khỏi bi quan. Chuyện trước mắt là phải đi kiếm cho đủ robot cái đã rồi mới tính tiếp được cô yêu cầu mọi người đi tìm cách còn mình đi xin sự giúp đỡ của bà phù thủy ez đi tìm kiếm đồng đội thì tìm được goen tuy vậy anh đã từ chối vì ông bô đã cấm anh tham gia quyết đấu rồi EJ hiểu chuyện cũng không làm phiền anh nữa mà đi kiếm đồng đội khác pixie lúc này lại đang đứng trước cửa nhà mi Oji lải nhải trận này cô thua chắc rồi đấu làm gì cho mất công cô bực bội chửi anh không khác gì mấy ông cáo già ở hội đồng cấm cậu bước thêm bước nữa biến đi cho khuất mắt pixie ngưng ác mắt chữ o mùng chữ e lúc về cậu gặp ez định khuyên cô bảo miori bỏ cuộc nhưng đâu có dễ vậy Hôm sau bà phù thủy gửi mấy con robot bà đã từng sử dụng cho Mi Oji nhưng con của Elan thì không con đó liên quan đến bí mật công việc nên không thể cho cô mượn được. Vì đã đủ robot nên trận chiến bắt đầu ngay lập tức, 12 con robot được đưa lên sàn đấu. Em trai của Goen sẽ làm trọng tài lần này, ai tiêu diệt được thủ lĩnh của đối phương trước thì làm người chiến thắng. Eji và Pixie là thủ lĩnh của hai đội. Mới bắt đầu đội Pixie đã tấn công áp đảo khiến cho số lượng thành viên của đội Eji giảm đi nhanh chóng. Goen lúc này nhận được điện thoại của bố bảo rằng cậu phải thôi học và điều đến công ty con của nhà để làm việc. Thế trận vẫn y như cũ, trên sàn đấu còn mỗi Eji, một trọi sáu không chột cũng quẻ cộng thêm thiết bị chống Gundam nữa chẳng mấy chốc cô bất động chịu trận. Lúc này Eji đành phải huy động toàn bộ sức mạnh của Gundam rồi bắt đầu xử lý từng đứa một. Đột nhiên Pixie đánh lén cô từ phía sau hại cô mất một cái chân nên không thể di chuyển được. Đang lúc nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng thì một phát đạn bay qua đầu robot của anh ta. 30 chưa phải là Tết đâu anh trai. Công ty Gundam chính thức đi vào hoạt động. Pixie lúc này mới hối hận vì lúc trước không đứng ra bảo vệ Mi Lúc này cha của Pixie rất tức giận vì yêu cầu xem xét robot là Eji sử dụng là Gundam bị bác bỏ. Đang bực mình thì chủ tịch nhà Goen đã đến ăn ủi ông bằng kế hoạch giết Deli sắp tới. Eji đang tới cây thì Pixie tới chơi nhưng sếp em đi công tác rồi anh ạ. À. Pixie đành quay sang hỏi Eji rằng Mi nhờ cô trông coi nơi này hộ cô ấy đúng không? Tất nhiên rồi, nhà có đứa bạn không giao cho nó thì giao cho ai? Đúng lúc này, nóc nhà gọi tới mắng Mi Oji một trận vì nay là ngày test thử đôi chân giả mới. Cô ngay lập tức chạy đến công ty và bước vào công đoạn kiểm tra sản phẩm ban đầu không quen lắm nhưng sau cô điều khiển nó rất mượt mọi thứ của nó đã hoàn thiện và hoạt động khá ổn vậy là bài kiểm tra đầu tiên đã ok chỉ cần có giấy phép nữa là đem đi bán được rồi công nghệ này được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau nên đây sẽ là một bước tiến mới của nhân loại nhưng có một vấn đề là địa điểm quay quảng cáo còn chưa được xác định cái này là do Eji não cá vàng nên quên mất rồi rồi lỡ sếp biết được thì cô chỉ có đào lỗ chui đi trốn thôi nhé nika đến hỏi thăm cô thực sự ổn không thì cô bảo mình vẫn ổn và đang chuẩn bị đồ cho mi oji Lúc này Mi Oji đang đứng nghe ông bô giảng về lý thuyết kinh doanh, xem ra ông này cũng chưa đến mức tệ lắm. Sau đó cô đi thăm con tàu dùng hết nửa cái gia sản để mua về. Đang nhức đầu vì chưa tìm được người lái tàu thì bà cô lúc trước hứa đưa cô về trái đất xuất hiện đảm nhận vai trò này. Bà cũng tiết lộ rằng bà thuộc liên đoàn vũ trụ quốc hội và liên đoàn này đang đứng về phía Gundam. Bên này Pixie đang bàn tính với cha việc giết Delhi nhưng anh thắc mắc là nếu Delhi chết thì số cổ phiếu của Mi Oji sẽ được chia cho ba nhà quyền lực dù có cộng thêm của Eji thì cũng không đủ tranh chức chủ tịch. Ông già không giải thích chỉ kêu anh bớt thắc mắc lại và lo làm nhiệm vụ đi. Sáng hôm sau công ty Gundam sang mượn địa chỉ để quay quảng cáo nhưng bị từ chối thẳng mặt. EJ liền nghĩ ra địa điểm quay sang sảnh nhà chờ thì sẽ không cần xin phép đứa nào cả. Goen lúc này đang làm công nhân ở công ty nhận được đơn vận chuyển hàng cho công ty lớn nhất hiện tại. Ở trái đất đang rất yên bình và quảng cáo của EJ đang rất phổ biến. Pixie gọi điện tới trái đất kêu họ hạ sát Delhi vì sắp tới ông sẽ xuống đó khảo sát với điều kiện bên anh sẽ giảm bớt thương vong và mức tiền thưởng khổng lồ đàm phán xong anh quay về tập đoàn bàn bạc với cha nhưng có điều bất ngờ là chính nika đã sắp xếp cuộc gọi điện này hôm sau mi oji đã xuất hiện trên truyền hình quảng bá cho công ty mọi người rất vui vì điều này eji muốn chung vui nhưng bà phù thủy muốn kiểm tra chân giả một lần nữa nên cô đành phải đi cùng bà bà rất hứng thú với lĩnh vực y tế nên bà giúp đỡ vô điều kiện đã đến giờ tưới cây nên cô đành chạy đi trước elan đột nhiên trong bụi cây chui ra bắt đầu trò tán tỉnh cô và rủ cô ngày mai đi hẹn hò và sau bao lần ngu vì trai thì lần này cô đã từ chối cô chạy vội đến vườn cây thì phát hiện hai người lạ mặt đang làm gì trong đấy cô hốt hoảng chạy đến ngăn cản Mioji bước ra và bảo từ nay có người chăm sóc giúp nên Eji không cần đến nữa điều này làm cô rất tổn thương cô đành thu hút sự chú ý của Mioji bằng chuyện Elan lúc nãy đến tán tỉnh cô nhưng mi Mioji vẫn không quan tâm lại còn đẩy thuyền cho cả hai Deli đã đến nơi chuẩn bị đến trái đất và Goen cũng đã lên đường làm nhiệm vụ của mình nhưng đúng lúc này mấy con robot không biết từ đâu chui ra đòi tất cả đầu hàng ngay lập tức Eji cũng theo mọi người lên đường đến trái đất để lấy lại Gundam của mình đột nhiên có tín hiệu báo khẩn nên cô lên trên đó xử lý. Nhưng gặp Mi Ojiko xấu hổ trốn đi. Một lúc sau Eji lại đi giúp mọi người nhưng đụng đâu hỏng đấy. Mẹ của Eji đàm phán với Deli trong dự án hợp tác lần này và cả hai cũng đã quyết định hợp tác cùng nhau. Lúc này Wayne và đồng nghiệp của mình DNAG bị trói và bị ép buộc làm theo lời bọn chúng. Goen lên tiếng thì bị dí súng vào đầu nhưng may mà anh cũng thoát nạn vì vibe nam chính của mình. Bọn chúng kêu cứ như kế hoạch mà làm cứ coi như chưa bị cướp tàu là được đến giờ ăn trưa EJ hỗ trợ mang cơm đến cho mọi người. Cô định chôm luôn hộp cơm gà thì có người cũng muốn lấy nó, thế là cô đành nhường cho cậu ta. Và đến cuối EJ không còn hộp cơm nào cả. Có người đã lấy hai hộp cơm nên cô mới thiếu nhưng cô đâu biết chuyện đó chỉ đành uống nước thay cơm. Một lúc sau ông già nhà Goen đến thảo luận với Deli chuyện cấm vận tập đoàn nhà Pixie để công ty con gái ông thuận lợi phát triển. Nhưng ông già Daily không đồng ý đã thế ông còn chọc ngoái thằng con trai mới bị đuổi đi làm ông già nhà Goen tức không chịu nổi. Ông bị lôi ra ngoài ngay tức khắc nhưng đây chỉ là vở kịch của ông mà thôi máy phát tín hiệu đã được gắn lên người vệ sĩ của delhi rồi nên ông gọi điện thông báo kế hoạch sẽ bắt đầu sau hai tiếng nữa nhưng pixie ra lệnh triển khai kế hoạch luôn mi oji lúc này đi tìm eji nhưng chẳng ai biết cô ấy ở đâu cả bởi vì lúc này cô đang trốn trong nhà vệ sinh để gọi điện cho mẹ cô muốn nói với mẹ mình đang bị mọi người cô lập dù đã cố gắng hết sức nhưng không ai quan tâm đến cô cả đến cả miori cũng lạnh nhạt nghe xong mẹ của cô bảo cô đến khu c để gặp lại em trai cô đúng lúc này mi oji đập cửa gọi cô vừa mở cửa thấy sếp cái cô đóng cửa lại luôn vô tình làm mi oji bị thương nhưng vẫn đang giận nhau nên cô đành mặc kệ cô ấy và bỏ đi mi oji đuổi theo cô ấy đến phát mệt nên không đuổi theo nữa eji quay lại ôm vợ vài cái rồi tâm sự cô ấy cảm giác như là người thừa thãi không quan trọng đối với mi oji nghe đến đây mi oji bực mình đấm cho eji vài cái vì ai mà cô phải cố gắng như thế vì ai mà cô phải cúi đầu trước ông già vì ai mà cô ấy trở nên thế này nên đừng có rời xa và trốn tránh không là ngày mai eji chưa chắc đã thấy mặt trời đâu từ nay cứ ngày hai lần tưới cây dọn dẹp nhà cửa Ba lần gửi thư không chịu cũng phải chịu, như vậy cặp đôi này cũng đã chịu làm lành nhưng lại sắp bị tách nhau ra. Sophia được lệnh Pixie đi đến làm mồi nhử nhưng trực tiếp tấn công con tàu mẹ. Toàn thể tàu mẹ đã rơi vào tình trạng nguy hiểm đây không phải là diễn tập mà là khủng bố thật sự nên ai cũng lo lắng sợ hãi. Cha của Goen rất cay cú vì bị phản bội nên đòi bọn chúng lấy robot ra cho ông ngay lập tức. Sophia lúc này lại nhận được tín hiệu hoạt động của Gundam mà cô thấy trên điện thoại, đang tính đi tìm nó ngay và luôn nhưng phải đi chặn đường đám khác nên cô tỏ ra rất bất mãn. Mioji lúc này gặp lại cha ông già lại cảm giảm sao cô không mặc áo phi hành gia cho người ta nhận diện. Sophia khá phấn khích vì đang một trọi bốn với trình điều khiển robot điều luyện cùng với cấu tạo đặc biệt của một robot gần đam cô cứ thế đập cho bốn con robot kia ra bã. Bọn chúng bắt đầu đưa người vào truy sát Delhi, bước đầu xâm nhập tàu mẹ đã thành công mỹ mãn. Bọn chúng nổ súng một cách không thương tiếc nhằm tiến sâu hơn vào bên trong. Eji cũng bắt đầu đi tìm em trai ruột để cứu lấy Mi Mioji. Còn sếp của cô thì đang hối hận vì nhận ra cha yêu mình đến nhường nào chỉ là thường ngày ông tỏ ra khó chịu để dạy dỗ cô thôi chứ nguy hiểm là ông hy sinh bảo vệ cô liền thành viên Gundam do quá lo sợ nên đã bỏ chạy đi hết. Nika thấy một con robot trái đất trước mặt nên đã dùng mật lệnh để thông báo đây là phe mình nhưng hành động của cô đã bị đồng nghiệp thấy hết. Cha của Goen đã lên robot tự tin càn quét hết mọi mặt trận. Goen lúc này cũng đã thoát được và leo lên robot chạy đi cứu cờ rớt ngay lập tức. Vừa mới ra khỏi anh đã chạm phải kẻ tấn công, cậu ra hiệu nhưng nó vẫn mặc kệ cậu. Thế là cậu đành phải lao lên tấn công lại đâm cho nó một nhát. Nhưng ôi thôi bên trong đó là cha của cậu, ủa sao thấy con trai ông còn lao lên chi để ăn một nhát thế? bên này Eji đang rất hoảng sợ trốn vào một góc thì bị bọn chúng phát hiện đang lúc nguy cấp mẹ cô đi ra cho mỗi tên một phát vào đầu rồi nhẹ nhàng lên khuyên nhủ cô lúc này Eji cùng với robot của mình là chìa khóa quan trọng nhất để giành chiến thắng trong trận đấu này Eji đã lấy lại tinh thần chiến đấu chạy đến chỗ em trai càng nhanh càng tốt một lúc sau biết Eji đang ở trong Sofia đâm thẳng vào cả hai lao như thiêu thân vào tấn công nhau liên tục đối thế Sofia có thêm đồng đội ra chơi hai trọi một với Eji nhưng có mấy khẩu súng Eji chấp hết cô phản đam lại bằng một nguồn năng lượng khổng lồ phế bỏ hai cái chân của đối thủ và trận đấu kết thúc đội bảo vệ vũ trụ đã đến nơi nên chiến dịch đã thất bại chỉ cần tìm Miori nữa là xong may mà eji đến kịp lúc cứu nguy cho miori khỏi mấy tên khủng bố nhưng nhìn thấy eji giết người không chớp mắt nên Miori rất hoảng loạn gọi cô là quân sát nhân thật đáng đau lòng mà phần một đến đây là kết thúc rồi anh em đón chờ phần tiếp theo nhé